Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người dân vùng lũ Quảng Bình thiếu nước sạch giữa biển nước mênh mông. Người dân ở vùng lũ Quảng Bình đang đối diện với tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng, dù nước lũ đã bắt đầu rút tại các khu vực bị ngập nặng. Mưa đã tạnh vào ngày 29 tháng 10 và nước lũ đang dần hạ xuống ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới, nhưng nhiều hộ dân vẫn phải sinh hoạt giữa cảnh nước ngập và thiếu thốn nguồn nước sạch trầm trọng. Tại huyện Lệ Thủy, nơi có số lượng nhà ngập nhiều nhất trong tỉnh, mực nước vẫn ngập sâu, buộc người dân phải di chuyển hoàn toàn bằng thuyền. Tại ngã tư Cam Liên, nhiều đoàn xe cứu trợ đã tiếp cận người dân, mang theo nước uống, bánh mì, lương khô và các nhu yếu phẩm khác. Tuy nhiên, nhu cầu lớn nhất của người dân hiện tại vẫn là nước sạch. Ông Trương Tấn Thức, 50 tuổi, cư dân tại thị trấn Kiến Giang, chia sẻ với phóng viên báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng do nước lũ dâng quá nhanh và hệ thống cấp nước bị gián đoạn, lượng nước dự trữ của các hộ dân không đủ cho nhu cầu hàng ngày. Nước uống là thứ chúng tôi cần nhất, còn lương thực thì người dân đã chuẩn bị sẵn, đủ để chờ nước rút. Ông Thức cho biết, ông cùng nhiều người dân đã chủ động xin nước sạch khi thấy thuyền cứu trợ của lực lượng bộ đội biên phòng. Bà Lê Thị Phúc, cư dân xã Liên Thủy, cũng mô tả tình cảnh khó khăn hiện tại khi người dân phải sống giữa biển nước mênh mông, nhưng không có đủ nước sạch. Bà Phúc chia sẻ rằng, dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa, hệ thống cấp nước mới được khôi phục và lượng nước dự trữ của bà con hiện đang cạn dần. Bà cũng hy vọng sẽ nhận thêm hỗ trợ từ phía chính quyền và các đoàn cứu trợ, đặc biệt là đèn pin, lương khô và bánh chưng. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến chiều ngày 29 tháng 10, toàn tỉnh đã có 32.885 hộ dân bị ngập lụt. Trong đó, huyện Lệ Thủy có tới 19.762 hộ ngập, huyện Quảng Ninh có 12.123 hộ và thành phố Đồng Hới có 1.000 hộ. Ngoài ra, lũ lụt cũng gây ra các vấn đề lớn về giao thông. Hiện tại, 14 điểm trên các tuyến quốc lộ 9C, 9E và nhiều tuyến đường tỉnh lộ khác vẫn bị ngập hoặc sạt lở. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục, đồng thời tiếp tục theo dõi để đảm bảo an toàn cho người dân. Sự hỗ trợ kịp thời từ các tổ chức, cá nhân và lực lượng chức năng là vô cùng quan trọng trong thời điểm này. Những chuyến xe cứu trợ mang theo nước uống và nhu yếu phẩm đã phần nào giúp người dân vùng lũ giảm bớt khó khăn. Tuy nhiên, nhu cầu về nước sạch vẫn là vấn đề cấp bách khi nguồn nước chưa thể khôi phục ngay lập tức. Miền Trung sắp đón đợt mưa lớn đầu tháng 11. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, miền Trung Việt Nam đang trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, dẫn đến mưa lớn kéo dài cho đến ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, sau khi thời tiết tạnh ráo vào đầu tháng 11, khu vực này có thể tiếp tục đón nhận một đợt mưa lớn kéo dài từ 4 đến 5 ngày, gây nguy cơ cao về ngập úng tại nhiều địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, một chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, sẽ có một vùng áp thấp ven biển xuất hiện từ ngày 4 đến 8 tháng 11, gây ra mưa tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Bình. Mưa sẽ có cường độ cao và diễn ra theo kiểu cuốn chiếu, có khả năng làm gia tăng tình trạng ngập lụt. Ông Huy khuyến cáo các hộ dân đã kê cao đồ đạc để phòng ngừa ngập úng do bão Trà My nên hoãn việc hạ thấp đồ đạc cho đến khi đợt mưa mới kết thúc, vì nguy cơ tái diễn ngập úng là rất cao. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong tháng 11. Theo dự báo, tổng lượng mưa trong tháng 11 tại Trung Bộ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, từ 10 đến 30%. Trong khi đó, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ xấp xỉ mức trung bình của nhiều năm cùng kỳ. Tháng 12, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ sẽ dao động từ 15 đến 30mm, trong khi khu vực các tỉnh Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh sẽ có lượng mưa từ 50 đến 100mm, thấp hơn từ 5 đến 15mm so với trung bình nhiều năm. Thời tiết có thể biến động mạnh trong thời gian tới. Do đó, người dân cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với tình hình. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân vùng ảnh hưởng. Đội thuyền Hiệp Nghĩa ra quân, hai điểm tiếp nhận cứu trợ giúp người dân vùng lũ Quảng Bình. Ngày 29 tháng 10, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã chính thức mở hai điểm tiếp nhận cứu trợ nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước lũ trên sông Kiến Giang đang dần hạ xuống, nhưng vẫn còn nhiều khu vực bị ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân, ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ Online. Hai điểm tiếp nhận cứu trợ được đặt tại ngã tư Cam Liên trên quốc lộ 1 thuộc xã Cam Thủy và tại chợ Động, xã Mai Thủy.
Tại đây, chính quyền huyện Lệ Thủy sẽ tiếp nhận và phân phối các nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống từ các đoàn cứu trợ gửi đến những hộ dân gặp khó khăn do lũ lụt. Để hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa từ các điểm tiếp nhận vào các khu vực bị ảnh hưởng, huyện đã huy động 10 chiếc thuyền của ngư dân từ các xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy. Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, những thuyền biển này đã có kinh nghiệm đưa hàng cứu trợ vào vùng lũ từ trận lũ năm 2020. Khi đó, họ từng được mệnh danh là đội thuyền nghĩa hiệp. Các thuyền sẽ luân phiên túc trực ở hai điểm tiếp nhận rồi chở hàng vào vùng lũ cho dân. Đội thuyền này đã sẵn sàng hoạt động ngay khi có hàng cứu trợ, đảm bảo hàng hóa được tiếp tế kịp thời cho người dân. Trước đó, vào ngày 28 tháng 10, nước sông Kiến Giang dâng cao gây ngập lụt hơn 19.700 ngôi nhà trong huyện Lệ Thủy. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, nước trong nhà dân ở khu vực ven sông đã giảm xuống gần 1 mét. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm và nhu yếu phẩm. Chính quyền huyện Lệ Thủy đang tích cực phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội để tổ chức cứu trợ nhanh chóng và hiệu quả. Cùng thời điểm này, chính quyền huyện Quảng Ninh nằm bên cạnh Lệ Thủy cũng đã tổ chức các tổ chức cứu trợ đi tiếp tế lương thực cho các khu vực dân cư bị ngập lụt. Nước ở những vùng này đã bắt đầu rút bớt, cho thấy dấu hiệu tích cực trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Dự kiến nếu trời không mưa trong đêm, vào ngày 30 tháng 10, hầu hết các hộ dân sẽ thoát khỏi cảnh ngập lụt. Chính quyền địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có những biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo vệ an toàn cho người dân. Trước tình hình thiên tai khắc nghiệt, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và chính quyền đã mang lại hy vọng cho người dân vùng lũ. Hành động của đội thuyền nghĩa hiệp và sự chuẩn bị chu đáo từ các điểm tiếp nhận cứu trợ sẽ giúp giảm bớt nỗi khổ của người dân, góp phần hồi sinh cuộc sống bình thường sau lũ lụt. Bố trí lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 6. Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại các địa phương, mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 khiến một số nhà dân tại khu vực miền Trung bị ảnh hưởng tiếp tục tăng. Tính đến 29 tháng 10, tỉnh Quảng Bình vẫn mưa lớn khiến số nhà dân bị ngập nặng tiếp tục tăng. Trong đó, huyện Lệ Thủy có hơn 19.760 nhà, huyện Quảng Ninh hơn 12.000 nhà và thành phố Đồng Hới 1.000 nhà dân bị ngập sâu. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh đã di rời 1.249 hộ với 3.681 nhân khẩu. Trong đó, huyện Quảng Ninh phải di rời nhiều nhất là 1.105 hộ với 3.125 khẩu. Các địa phương cũng tiến hành di rời tại chỗ 9.123 hộ dân. Ngoài ra, toàn tỉnh có 76 điểm bị ngập trên các tuyến đường giao thông. Trong đó, các tuyến quốc lộ có 14 điểm bị ngập, chủ yếu tại quốc lộ 9B, quốc lộ 15, quốc lộ 9C, quốc lộ 9E và quốc lộ 1, đường tỉnh lộ có 62 điểm bị ngập tại thành phố Đồng Hới, Bố Trạch, Minh Hóa và Quảng Trạch. Bên cạnh đó, có 15 điểm sạt lở tại các tuyến quốc lộ và tại huyện, thị. Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, Khu Quản lý Đường Bộ 2, Cục Đường Bộ Việt Nam đã chủ động phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương, kịp thời phân luồng giao thông đi vào tuyến tránh, không để người dân đi vào những đoạn đường bị ngập sâu. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũng chịu thiệt hại nặng nề. Cụ thể, địa phương này có một người bị thương, 1.250 nhà ở của người dân bị ngập từ 0,5 đến 1 mét, khoảng 3.740 mét kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi và bồi lấp, 164 hecta hoa màu, 593 hecta ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập lụt gây thiệt hại, trên 12.900 gia cầm và gần 530 gia súc bị chết, nhiều diện tích cao su, tràm bị gãy đổ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.